Nhiều chốt kiểm soát ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh ủng ứ trong ngày đầu lực lượng chức năng kiểm tra thông tin khai báo qua ứng dụng giám sát di chuyển nội địa. Chiều ngày 14 tháng 8, tại chốt kiểm soát đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, gần chục cảnh sát giao thông, công an địa phương túc trực giám sát toàn bộ người đi qua. Việc kiểm tra siết chặt khi người từ nơi khác vào quận Bình Thạnh phải quét mã QR và khai báo thông tin tại xúc kho e giang cu GOV Việt Nam. Hầu hết người dân khi đến đây cầm sẵn giấy tờ như xác nhận làm việc, đi giao hàng, chưa nắm rõ thông tin phải khai báo theo yêu cầu mới. Họ tỏ ra lúng túng trước các thao tác quét mã và khai báo trên website, nhằm lẫn với khai báo y tế. Nhiều người nhốn nháo hỏi thông tin và chờ hướng dẫn từ lực lượng kiểm soát. Sau khoảng 30 phút, khu vực chốt bắt đầu dồn ứ, dòng xe nối đuôi nhau, xếp hàng lộn xộn, khiến cảnh sát vừa tất bật kiểm tra vừa phân làn đường để hạn chế ủng tắc. Tôi chạy xe từ quận 3 đến Bình Thạnh qua một số chốt chỉ cần cung cấp giấy tờ ra đường. Tuy nhiên đến trạm này tôi được yêu cầu khai báo thêm và do chưa quen nên mất nhiều thời gian hơn, anh Huy, đi tiêm vaccine nói. Tình trạng tương tự diễn ra tại chốt trên đường Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh, cách đó khoảng 1km. Hầu hết người dân chưa quen với việc khai báo mới. Nhiều người không có điện thoại thông minh hoặc không có 3G, 4G kết nối Internet. Cán bộ tại chốt phải phát phiếu giấy và hướng dẫn ghi thông tin. Sau đó dữ liệu mới được nhập lên hệ thống. Nhiều người lớn tuổi không biết thao tác trên ứng dụng nên phải nhờ lực lượng tại chốt làm giúp. Theo một cảnh sát tại chốt, ngoài các nguyên nhân trên, tình trạng ủng ứ còn do nhiều người dùng điện thoại quét mã QR nhưng camera của di động bị mờ, màn hình trầy xước hoặc bị chói nắng khiến việc truy cập vào website khó khăn. Đồng thời, lực lượng làm nhiệm vụ do dùng điện thoại cá nhân truy cập và kiểm tra thông tin khai báo nên nhiều lúc đang thao tác, điện thoại hết pin hoặc hết dung lượng 3G, 4G giữa chừng cũng làm gián đoạn việc kiểm tra. Cảnh sát kiểm tra mã QR của người dân khai báo tại chốt kiểm soát đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, chiều ngày 14 tháng 8, ảnh Hạ Giang. Cảnh sát kiểm tra mã QR của người dân khai báo tại chốt kiểm soát đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, chiều ngày 14 tháng 8, ảnh Hạ Giang. Ngoài ra, do người dân phải quét mã QR treo tại chốt để vào trang web khai báo, sau khi hoàn thành sẽ ra một mã QR khác để lực lượng chức năng nhập vào hệ thống, sau đó đối chiếu thông tin. Nếu hợp lệ thì người dân mới được đi qua. Tất cả công đoạn này tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, việc triển khai phần mềm giám sát giúp lực lượng nắm cụ thể hành trình của người dân qua chốt, cán bộ nói và khuyến cáo người dân khai báo tại nhà. Sau khi nhận được mã QR, mọi người chụp lại màn hình để khi qua chốt việc kiểm tra được nhanh hơn. Mỗi mã QR này có thể sử dụng trong 3 ngày. Trước đó, từ đêm ngày 12 tháng 8, việc giám sát này đã áp dụng tại 12 chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày đầu triển khai, việc kiểm tra cũng khiến nhiều tài xế lúng túng và mất nhiều thời gian hơn. Phần mềm giám sát này được Bộ Công an triển khai để quản lý công dân vùng dịch thông qua kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phần mềm sẽ thống kê tình hình công dân ra vào vùng dịch hàng ngày, truy vết người nghi vấn F0, F1, F2 khi cần thiết. Tuy nhiên, một bất cập là hiện phần mềm này của Bộ Công an và khai báo của Bộ Y tế chưa được kết nối với nhau, trong khi một số ứng dụng nhiều đang cùng tồn tại như Tate, Luezone gây rối cho người dân. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an cho biết sẽ phối hợp cùng Bộ Y tế để nghiên cứu giúp công dân chỉ phải khai báo một lần. Ngoài ra, đơn vị sẽ hướng đến việc tích hợp thông tin tiêm chủng vaccine vào hệ thống này để tiện quản lý.